Ocarina. Đây là BMT để xem anh ta sẽ cover những đồng đội của mình như thế nào. Không phải cover mà công thẳng lên luôn. Còn đó là chiến thắng với 0-5 của BMT. Anh ta có đến 50% cái cây máu của mình và đủ sức để có thể cầm katana lao lên di chuyển để tìm mục tiêu tiếp theo. Nhưng có vẻ BMT hơi bối rối, phe mất 3 người, chỉ còn một mình Vô Lý mà thôi. Trong một cái tình huống thi đấu đẩy lên rất lao đến từ bên phía của BMT cùng với Caslow, họ đã làm hỏng luôn cả cái tình huống đang cực kỳ thành công của bên phía mình. Vị trí Vô Lý thì phát hiện ta lập tức lao lên. Vô Lý không làm được trong pha vừa rồi. Không thể nào bạn đối đầu một một ở tư thế Clinton như vậy được. Đối phương cầm đến 2 của G18, nhưng Kami có một viên đạn chính xác vào đầu của đối phương. Mọi tay đã phải gục rồi. Kami bắn từ xa thì tốt, nhưng đối phương đang dí lên rất rất nhanh. Thêm viên đạn chính xác được Kami, nhưng hiện tại Kami ăn được 3 đầu rồi. Và đây sẽ là cuối đầu của Lu và Kami. Đâu rồi, đứng ra đây Kami. Con bảnh và VG Gaming thắng ở trong game đấu vừa rồi. Neo để ném vào quả nết, anh ta mất nhiều máu đến như vậy sao? Cần phải xoa máu ngay. Đó là một lượng máu mà không an toàn nếu như tiếp tục giao tranh, và chắc chắn là Neo đã xoa lại một cái bình máu cho bản thân mình rồi. Vị trí của Thái Sơn đang cố gắng vòng ra từ phía sau và tận dụng tối đa khả năng đến từ hai phố của mình. Anh ta liên tục phải đi men theo vòng bo, bởi vì nếu vào quá sâu thì sẽ không có quá nhiều cửa dành cho Thái Sơn. Một viên đầu tiên thì khiến cho Kami cảm thấy hơi là đuối. Kết thúc tiếp tục tỉa vào vị trí đó nhưng không có được hiệu quả như những kẻ viên súng đầu tiên. Trong khi đó thì vị trí ATB cũng như là Hen cố gắng móc vào từ phía sau. Vì Gaming muốn đẩy nhưng Hen đi bắn từ hai hướng. Anh ta không chịu nổi nữa rồi. ATB phía bên này vẫn đang quá loay hoay. Từ một kèo rộng ra từ khắp mọi nơi, Vì Gaming ở đây đông quá. Nhưng FPT sẽ mới sống tâm với như vậy, họ cũng chỉ còn có 2 người chơi thôi. 3, đối đầu với 2, quá là thiệt thòi dành cho FPTC. Hai người chơi bị nốc kia vẫn có thể rồi chú được. ATB cầu thành công, đó là một quả cho gọn không người của đối phương, và FPTC cân bằng tỷ số là 3 đều. Tiếp tục là bên phía của Heavy đang làm tốt hơn, họ có khả năng hạ gục đối phương ngay ở thời điểm hiện tại. Nhưng qua Wigan tức đâm lên cũng ngã xuống. UMP ở thời điểm hiện tại không còn nọc bắn nữa và cũng không còn cho mình cái sự hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ như ở phiên bản trước nữa, nên đây là một món vũ khí nên cân nhắc. Gravestone cũng ngã gục luôn. Vị trí của Buffalo có thể tỉa bằng khẩu Adu của mình, anh ta chưa tìm được góc. Bên phía bên kia Cyrus tầm xa sử dụng súng sạc không quá hiệu quả. Buffalo rõ ràng có thể khai thác điểm này, nhảy lên nhưng đừng tiếp cận. Trời ơi, vẫn là một khẩu ốp đang được cầm trên tay của Thái Sơn, nhưng lần này Atemis lại là người bị tỉa. Út tỉa rất nhanh gần như không có sự phản kháng, nhưng Hen cũng là người gỡ gạc lại được một điểm hạ gục. Hen đó mới chỉ là điểm knockout dành cho các thành viên đội tuyển FPC mà thôi, mà họ sẽ cứu lại thành công được Atemis đang đứng gấp ở phạm vi rất gần. Anh ta còn 1v5 và nết knock thành công được Hen, tiếp tục dẫn vào để có điểm con bên kia. Tấn công vào Neo, Neo bắn không thực sự quá tốt và Neo cũng đã bị knock. Các thành viên đội tuyển FPC còn lại một mình Thái Sơn à? Thái Sơn knock thành công được Quý Hiệp Nhi và Thái Sơn hạ gục tiếp được Izagot. Bây giờ còn hai người đối thủ có con vật kiều, đó là một kiều dành cho bình của Thái Sơn, và đang là người dâng lên bung bóng kèo và liên tục đối thủ cửa giáp tiếp tục tiếp cận tấn công bình của Thái Sơn rồi. Khá khó dành cho Thái Sơn với khẩu ốp ra xe ở tầm gần như thế này, anh ta cần phải tầm đủ khéo. Nhưng phải tầm khéo là thứ mà Vô Lý đã chứng minh cho chúng ta ở trong bán thiếu đầu tiên. Những tình huống phải tầm mà không cần tới việc tấn công đầu kèo trên tay 1-4. God of War họ đứng ở bắn ở trong tình huống này nó thể hiện sự tự tin là rất lớn, gần như là cứ nhìn thấy đối phương là bắn áp chế ngay, bởi vì cái khả năng mà bắn lấy đầu đến từ những thành viên của God of War là rất tốt. Và cái điểm đó là Melo bắn chưa chính xác. Bây giờ Melo mới bị trúng sát tường và Ranger một mình Ranger thôi, anh ta có thể rất nhiều áp lực, nhưng đi quang đã bị lấy đầu đến với chính xác sườn này rồi, và này ngay lập tức có một tình huống còn bờn để có thể tạo ra lợi thế và lượng người cho team của mình. Ranger vẫn đang tiếp tục cố gắng áp sát vào, nhưng hãy nhớ đến bài học của Vinfast khi mà Ranger rồi đối phương, nhưng Ranger lại lấy được đầu đến vị trí của Tuấn Kỳ. Rõ ràng là trong tay của những thành viên của Bang Quốc đang thi đấu là rất hay. Này đã phải nằm xuống, chỉ còn lại Long Tì và nhanh quá lại 3-0 rồi. Các bỏ thật.
Đón xem giải đấu Yombot TFL Spring 2023 chế độ tử chiến vòng bảng tuần 2 vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 3, ngày mùng 1, mùng 2 tháng 4 năm 2023. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.